Mã Ái Luân, 23 tuổi, một cựu tiếp viên của hãng hàng không China Southern Airlines, chính là nạn nhân của vụ điện giật được cho là hy hữu nói trên. Cô gái trẻ này đã bị ngã xuống sàn khi đang gọi điện thoại từ chiếc iPhone 5 của mình trong khi vẫn đang cắm dây sạc điện. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc, nhưng chưa lên tiếng xác nhận có phải iPhone 5 bị dò điện là nguyên nhân chính khiến cô gái người Tân Cương này bị tử vong hay không về phần mình, Apple cũng đã nhận được thông tin về vụ việc và cho biết sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng để tìm hiểu rõ nguyên nhân xem có phải chiếc iPhone 5 bị dò điện hay không. Ai Luân đã mua chiếc iPhone 5 này vào tháng 12 năm ngoái tại một đại lý chính thức của Apple ở Trung Quốc. Được biết khi vụ tai nạn xảy ra, cô vẫn đang sử dụng bộ sạc điện nguyên bản được đi kèm theo máy. Vụ tai nạn của Mã Ái Luân đã làm khuấy động một cuộc tranh luận gây gắt giữa nhiều người dùng tại Trung Quốc về vấn đề liệu có an toàn hay không khi sử dụng điện thoại di động trong khi đang sạc điện. Đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc có người tử vong do sử dụng điện thoại lúc đang sạc điện. Vào năm 2010, một người đàn ông ở Đông Bắc Trung Quốc cũng đã bị tử vong vì giật điện khi đang gọi điện từ điện thoại di động đang cắm sạc của mình. Tuy nhiên trong trường hợp này, người đàn ông đã sử dụng bộ sạc không đúng tiêu chuẩn.